Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Vụ cửa hàng ga cháy nổ như bom, hai cháu gái thoát chết trong gang tấc. Ngay sau khi các công nhân vừa giải cứu an toàn cho hai cháu bé thì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm, kèm theo hàng loạt tiếng nổ như bom. Sáng nay ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc công ty điện lực tỉnh Lào Cai đã tới động viên khen thưởng công nhân điện lực thị xã Sapa cứu sống hai cháu bé ở cửa hàng ga bị cháy nổ dữ dội ngày 11 tháng 8, ông Nguyễn Anh Tuấn biểu dương hành động dũng cảm, kịp thời cứu người của công nhân điện lực thị xã Sapa trên đường làm nhiệm vụ, giúp hai cháu gái bị mắc kẹt trên tầng 2 cửa hàng ga thoát chết trong gang tắc. Công ty điện lực tỉnh Lào Cai đã quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể điện lực thị xã Sapa và thưởng 10 triệu đồng cho anh Quách Trọng Khánh, phó giám đốc điện lực thị xã Sapa và anh Nguyễn Trung Thành lái xe chuyên dụng của điện lực thị xã Sapa là hai người đã trực tiếp cứu sống hai cháu bé trong đám cháy, trước đó như đã đưa tin. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, tại cửa hàng ga Thủy Triều ở 244 đường Thạch Sơn, tổ 2, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn, ngọn lửa cháy lan sang hai nhà dân bên cạnh là số nhà 242 và 246. Khi đám cháy mới bắt đầu, khói đen phủ kín tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, có hai cháu bé con của chủ nhà vẫn đang mắc kẹt trên tầng 2. Người dân lúc này nhìn thấy xe cầu chuyên dụng của điện lực thị xã Sapa đang đi tới gần hiện trường vụ cháy nên đã kêu cứu nhờ hỗ trợ cứu người. Thấy vậy, nhân viên điện lực thị xã Sapa đã nhanh chóng đưa xe cầu tiếp cận đám cháy, điều khiển cần cầu trên thang xe vươn tới tầng 2, kịp thời đưa hai cháu gái là P, T, L, T, sinh năm 2003 và P, T, N, A, sinh năm 2013, con của chủ cửa hàng ga đang mắc kẹt, hoảng loạn trên tầng 2, xuống đất an toàn. Ngay sau khi các công nhân vừa giải cứu an toàn cho hai cháu bé thì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm, kèm theo hàng loạt tiếng nổ như bom. Hành động kịp thời, dũng cảm của công nhân điện lực thị xã Sapa cứu sống hai cháu gái được nhân dân thị xã Sapa khen ngợi và cộng đồng mạng tôn vinh. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng thị xã Sapa và tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ, Phạm Ngọc Triển.